Đây là sao? Quay vào đây xem nào, sẹo đâu? À. Trời ơi. Nhìn mặt đã trông thằng. Sợ, quá điệp dài luôn. Đèn ở đằng sau nó ấy. Trời. Ngầu chưa? Ngầu lòi luôn. Đây này, ở bên này, góc bên này thì nhìn sáng này. Sẹo đâu rồi? Sẹo đợt này là lập công với ba con chó con cọc tịt hết theo bố, bởi vì nó con mẹ không phải là con cọc tịt nhưng mà lại theo sẹo, gọi là gen trội. Đâu rồi, quay đây nào. Ok, nhìn cũng được đấy. Thế buồn cười cái nồi là thế. Xong chưa? Chưa. Không, không, để anh xem cái vết gì kia. Vết gì ở đâu? Cỏ. Nứa của nó hả? Đâu? Làm gì có vết có, gì? Có. Con này! Đi vào! Kệ đi, kệ. Cho hai con ra trả sau. Để cho nó hóng. Tất cả đều là tai dựng tự nhiên hết. Thế mà mấy con chó con của sẹo nuôi hàm lớn nhanh, mẹ tai không lên được, mà trong khi canxi vẫn đắp vào không thể xòe được với tốc độ lớn của chúng nó. Anh nhá, ba con đấy nhá, là bây giờ là anh phải chuyển sang anh phải chơi bài là phải làm sao để đảm bảo chúng nó là một ngày là được đúng mấy viên đấy luôn. Có thể là anh nhăn miệng. Anh nhá, anh trộn vào thức ăn. Anh trộn vào thức ăn thì nó còn phải nguyên viên. Để nguyên viên thì... Nguyên viên ăn nó có đều không? Và đều chứ. Và bọn đấy nha, anh muốn nó lên tai nhanh là phải như này này, là anh phải chia ra thành 3 bữa trong ngày. Với lại riêng ba con đấy, tức là ở cái cỡ của chúng nó ấy, là có thể ăn 2 bữa cũng được nha. Một ngày ăn 2 bữa cũng được, thậm chí bây giờ nó to như thế là một ngày có thể ăn 1 bữa cũng được. Nhưng mà phải chia ra làm 3 bữa để cho lúc nào ở trong người nó cũng có canxi thì mới được. Lúc nào nó ở trong máu nó cũng có cái canxi đấy để nó hấp thụ được. Để cho hấp thụ tốt nhất thì nó mới lên tai được chứ. Thế sắp đến tuổi thanh niên rồi. Cặp này chờ con này lên giống, cặp này là cũng trông chờ cho con của cặp này. Không, mấy con đuôi đều đẹp, cứ đuôi vuốt xuống là đẹp. Đuôi vuốt xuống là đẹp, nhưng mà như mờ này thì mờ này là được cái mặt với lại cái tai nhìn là ưng. Cái gốc tai nhìn từ đằng sau. Gốc tai hai con cọc này, một đực một cái. Không kịp quay nhỉ, sẹo nhỉ. Lại quay sẹo vậy. Sẹo ơi, sẹo quay mặt vào đây thả dáng tí nào. Nhanh, khẩn trương. Sẹo. Mờ nữa. Mờ ra chơi với thằng sẹo đi. Lại vào trong nhà làm gì. Đây này. Ngầu lòi. Ngầu lòi luôn. Sẹo là thay lông mà đang chưa mọc lại, chưa mọc đủ. Con mờ nữa ra đây xem nào. Mờ đang ra hóng anh Tân. Quay mặt lại. Ngồi xuống này. Con đâu có mùi phân ở đâu nhỉ? Phân thì đầy mùi, nó nhả đây. Lấp con... từ đây thì mẹ đều phải lấy sẹt úp đi. Con mờ đâu? Con lõm đâu? Con lồi đâu? Ui giỏi, đây này, ông ấy thay lông rồi này. Vẫn còn lông rụng đây này, dính đầy bầm đây. Giờ đang chút nhiều. Thấy được rồi. Quay chưa? Đó, vẫn quay không? Quay thế, có nhìn thấy gì không? Thấy chứ.
cái giời nó quạ vào, em quạ mông vào tôi tí mà nó dính đầy lông vào quần tôi. Đưa máy đi để. Rồi, đây là cặp này là cặp sẹo mờ đấy. Cặp sẹo mờ đang chờ mờ lên giống lại thì sẽ tiếp cặp tiếp theo là cặp này. Để xem là cái gen của sẹo nó như thế nào, sắp lên giống rồi đây. Cái đang đực đây. Là sẹo thì là cọc tịt. Mờ thì là có đuôi. Ừ. Có đuôi này nhưng mà đuôi cũng đẹp. Đó, để xem là đến rồi đoạn sau xem nó như thế nào. Đợt này là con lồi nó này chạy vào trong mất rồi. Đuôi của con lồi cũng như là đuôi của con mờ này. Thì đẻ ra ba con cọc tịt. Ok. Ok. Hỏng. Ngáp thêm cái nữa đi. Ngáp thêm cái nữa đi xem nào. Sẹo ngáp thêm cái nữa đi. Ngáp mà lại quay đi hướng khác thì còn nói năng gì. Ngáp thêm cái nữa để xem cái bộ răng với cái lưỡi của sẹo. Đúng rồi. Ngáp cái nữa, ngáp chậm đi xem nào. Ngáp nhanh quá không kịp quay. Sẹo. Để xem cái răng với cái lưỡi của sẹo xem nào. Ngáp đi. Quay đây. Đúng rồi, há mồm to ra, há to ra. Há to ra anh xem nào. Xem trong mồm xem nào. Không phải há này cơ. Há lên để nhìn. Há to cái mồm lên để anh nhìn xem trong mồm xem thế nào nhỉ. Đó. Ngáp đi. Đớp ruồi. Bọn này chân nó khỏe thật. Người nó cao nhìn trông nó cũng lênh khênh thế mà. Mà chân nó đứng lúc nào cũng thẳng tắp nhỉ. Thế chân sau kìa anh. Anh nếu mà nhìn anh tưởng tượng nếu mà giả sử như khung con rốt mà nó theo cái kiểu như này, một con rốt mà khung theo kiểu như này làm sao chịu được. Chân nó khỏe thật, cái cơ đùi nó to.